Chào cả nhà. Ngày trước thì mình có làm một cái video liên quan tới participle clauses ha, tạm dịch là phận đề phân từ. Thì lúc đó là mình chỉ mới đề cập tới cái việc đó là sử dụng v-in, v3 hoặc là having v3 đứng đầu câu, đúng không? Nhưng mà mình chưa có đề cập tới cái việc gọi là đứng ở giữa câu, đặc biệt là v đứng ở giữa câu. Thì hôm nay mình làm cái video này để là kiện toàn cái phần đó ha. Rồi bây giờ mình có gì câu số 1 này nè. He searched everywhere in the house to find the keys. Nó cho cái động từ try ha, cố gắng. Thì ở đây là anh ta tìm tất cả mọi nơi, là mọi ngóc ngách ở trong nhà. Đó. Rồi cố gắng ha để tìm ra mấy cái chìa khóa. Thì ở đây đầu tiên là các bạn thấy cái chữ search đúng không, là nó đang là từ quá khứ đơn, đang thêm ed search đúng không. Thì các bạn có thể nhanh chóng loại được cái câu a trước vì tries ở đây là từ hiện tại đơn không được rồi đúng không. Rồi các bạn sẽ loại tiếp câu d to be tried, ở đây có nghĩa là bị thử hay là bị cố gắng gì đó ha. Nhưng mà trong trường hợp này dùng bị động với động từ try là không hợp lý ha. To be tried trong trường hợp là câu bị động, nên là mình sẽ bỏ câu D này luôn đó. Thì bây giờ mình phân vân câu B với lại câu C đó. Thì nhiều bạn sẽ thấy cái chữ search này nó đang là thì quá khứ, nó quá khứ đơn, thì các bạn sẽ chọn câu B, nhưng thật ra đáp án nó không phải là câu B mà đáp án phải là câu C mới đúng. À, tại sao vậy? Tại vì các bạn sẽ thấy ở đây cái chữ train khi mình để vô đây nè thì thật ra là nó bằng với lại là and train đó. Với là và có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà mình muốn chọn câu B train thì mình phải thêm cái liên tục and vô đó. Thì lúc đó mình mới có thể được chọn câu B ha. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó là phân từ á, và cụ thể nó là hiện tại phân từ ha. Đó, lưu ý cái điểm đó. Rồi thì gần đây là mình để ý là trong đề thi tuyển sinh 9 lên 10 thì câu này mình trích ở trong cái phần đục lỗ, bài văn đục lỗ của năm 2022 đó, nó cho cái câu này. Mình đọc thử ha. My sister Susan and I were in the yard with our neighbors dog last Saturday afternoon. Suddenly the sky turned dark gray. Thì một lần nữa các bạn thấy ở đây nó đang dùng chữ were nè. Were in the yard đó là thì quá khứ đơn, thì rõ ràng là ngay lập tức là một lần nữa lại bỏ được cái câu A của hiện tại đơn và câu D ha, là bị động của chữ play. Đó là tạm dịch là chị tôi với là tôi ha đang ở trong gọi là sân chơi với cái chú chó của nhà hàng xóm. Thì chơi đúng không, chứ làm sao mà gọi là bị chơi được đúng không. Nên là cái câu D mình sẽ không sử dụng đó. Thì lại tiếp tục phân vân B với C giống như trên. À thì lúc này các bạn có kinh nghiệm rồi ha, thì đáp án của nó sẽ là câu C, playing ha. Thì lúc đó mình hiểu playing ở đây một lần nữa ha, playing ở đây thì nó bằng với lại là and played đó, được chưa, đang ở trong sân và chơi. Mà vì không có cái liên từ và, vậy nên rằng là mình sẽ phải đưa về cái dạng rút gọn, chủ động ở đây là mình về đó. Đó. Mình trích ở trong cái đề 2023 này. Đó. My sister Susan and I were in the yard with our neighbor's dog last Saturday afternoon. Đó. Nên là đáp án của mình sẽ là cục C nè. Mình trích từ cái đó vào cái đề tuyển sinh 95 năm 10 năm 2022. Rồi, bây giờ mình thêm một câu nữa ha. Coi thử cái câu này. A lot of local people have dumped rubbish in the river. Water pollution. Rất là nhiều người địa phương ha. Đó, đã xả gọi là rác vô cái con sông đó. Rồi, water pollution. Ô nhiễm nước. Cái động từ nó đang cho ở đây là động từ gì? Cause là gây ra. Được chưa? Thì ở đây, để làm video này ngắn gọn thì đáp án của chúng ta sẽ là câu D, causing. Thì cái chữ causing này mình có thể giải thích theo hai hướng, trước mắt là hai hướng. Cái chữ causing này mình có hai cách giải thích.
Cái giải thích thứ nhất á, các bạn sẽ thấy đây là nó có dùng dấu phẩy. Thì thật ra mình có thể hiểu theo cái hướng là mệnh đề quan hệ ha, có nghĩa là which đó, causes đó, thì rút vào mệnh đề quan hệ dạng chủ động ha, thì bỏ which đi, chữ causes causing, còn không thì mình có thể hiểu là and it causes, và nó gây ra đó. Thì nó có hai cách để mà mình hiểu cái chữ causing trong trường hợp này đó, được chưa? À, rất là nhiều người địa phương ha đã xả rác vào cái con sông đó, và cái điều đó ha thì gây ra ô nhiễm nước đó. Thì các bạn lưu ý thêm cái kiểu gọi là phân từ này. Thật ra thì nó cũng đã xuất hiện ở bên trong cái phần sắp xếp câu á. Mình nhớ có cái câu gì mà cái cơn cyclone á, cái cơn lốc nó tới, nó làm gọi là thiệt hại nhà cửa, rồi nó quật đổ mấy cái cây đồ các kiểu á. Đó, cái kiểu đó nó cũng đã từng xuất hiện. Rồi các bạn lưu ý cái cấu trúc này ha. Rồi đây là món thứ nhất. Thì về cơ bản là cái video này tới đây là nó đủ, phần chính đã là xong rồi ha. Rồi, nhưng mà mình làm thêm một tí xíu nữa vì ngày mai ha. Đặc biệt là các bạn ở trong Hồ Chí Minh các bạn thi tuyển sinh 9 lên 10. Đó. Thì mình có trích một số câu ở trong đề thi tuyển sinh. À, các năm trước mình thấy nó cũng khá là hay, đặc biệt là về mặt từ vựng ha, vậy nên mình nói thêm một tí xíu. Đó. Rồi, câu số 1. What do you think about your chemistry teacher? He's great, he's always his teacher to do their best. Rồi, thì ở đây chúng ta đang có his students, đúng không? Mình hiểu đơn giản là somebody. Rồi đằng sau mình đang có là to do, là tôi phải không, đúng không? Đó. Vậy nên rằng là bây giờ mình cần một cái động từ mà đi với somebody rồi đi với to phải không. Vậy nên trong trường hợp này mình có thể mạnh dạn mình chọn câu A, encourages. Tại vì cấu trúc của encourage ha là encourage somebody to work, khuyến khích ai làm gì đó. Mình sẽ không chọn make với lại let với lại may ha. Nói một cách gọn gàng nhất á, khi mà cái chữ let đúng không, hoặc là cái chữ may mà đi với lại túc từ thì thường nó sẽ là đi với động từ nguyên mẫu. Đó. Dĩ nhiên nó sẽ có một số trường hợp đặc biệt, nhưng mà về cơ bản là những cái trước thì chắc chắn là không chọn C với D. Đó. Còn câu B thì có vẻ là không liên quan lắm đúng không? Các bạn có thể tưởng tượng đó là gửi bài tập về làm, cái ví dụ vậy, không phải. Trong trường hợp này là người ta mót nó hỏi là bạn nghĩ sao về cái giáo viên dạy khóa ha, của bạn ha. Là thầy rất là tuyệt ha, ông ấy luôn luôn khuyến khích học trò ha, cố gắng hết sức. Đó, đó là câu số 1. Rồi, thì nhân tiện liên quan đến cấu trúc á, thì mình nói thêm một tí xíu, mặc dù đã có video nói rồi ha, cũng nhắc lại tí xíu về cái causative form, có nghĩa là thể truyền khí, đúng không? Nói nhanh tí xíu thôi, có nghĩa là he is going to have the mechanic fix his car. Đó, cái câu này khá là quen thuộc, để các bạn lưu ý cái điểm này ha, có nghĩa là anh ta đang chuẩn bị nhờ, dịch là nhờ cho nó tiện, cái người thợ sửa máy ha, sửa cái xe của anh ta. Thì các bạn thấy cái chữ fix nè, cái từ sửa nè, thì nó đang ở dạng nguyên mẫu, mặc dù mechanic ở đây là xuất ha, tại vì cái cấu trúc của mình là have cộng xuất từ đi với lại về không, nếu như nó là câu chủ động. Được chưa? Đó. Nhưng cũng là cái câu này mình chỉnh lại tí xíu là he is going to have his car. Đó. Lúc này không phải điểm mệnh, cái túc từ đứng sau have không còn là the mechanic nữa, mà là his car, thì lúc này fix nó phải bị đi. Được chưa? Và lúc này nếu mà không thích thì các bạn không cần phải đề cập tới ba cái từ được sao hết. Thì lưu ý là cái chữ fix ở đây tức là mang xe đi sửa, tức là xe được sửa, thì các bạn sẽ thấy là câu này cũng bị động, nó khác một từ đi với lại phải bay. Được chưa? Thì nó sẽ là bị động. Rồi, và vì đã nói tới thể truyền khí rồi thì ngoài cái động từ have ra thì mình còn một động từ nữa, đó là cái động từ get. Nếu các bạn không thích cái chữ have này, các bạn dùng chữ get cũng được ha, nhưng mà lúc này không đi với v0, mình sẽ đi với to v0, nó sẽ là to fix. Đó, các bạn lưu ý cái điểm đó tí xíu ha. Nếu mà chủ động thì nó đi với lại to v0, cái đó là thằng get ha, còn have thì nó sẽ đi với lại v0. Đó, các bạn lưu ý điểm đó. Nhưng mà đối với lại bị động á, thì have hay là get thì đều đi với lại v0 hết. À, nha, lưu ý cái điểm đó. Rồi, đó là nói
liên quan tới một số cái cấu trúc gọi là khá là thú vị, tại vì cái thời của mình thi tuyển sinh 9 lên 10 thì nó chưa xuất hiện với cái này, để các bạn lưu ý ha. Dĩ nhiên là các bạn sẽ phải để ý thêm mấy cái vụ suggest không, suggest cộng với in hoặc là suggest that ha, suggest that chữ should cộng với không gì đó, hoặc là bị động là should be với ba, thì các bạn có thể nghiên cứu thêm nhớ nha. Đấy là cái cấu trúc gọi là vàng của kỳ thi tuyển sinh 9 lên 10 ha, đặc biệt là lớp 9, đặc biệt là đối với lại tạm gọi sách cũ ha, tại vì năm sau là bắt đầu là chuyển sách sách mới rồi. Rồi câu số 2, how do artists get ideas for their works? Như đây thiếu S rồi, cái là làm sao ha mà những cái người làm bên ngành nghệ thuật ha, có thể trong trường hợp này là họa sĩ cũng được đúng không, họ lấy ý tưởng cho cái works ở đây, cái công trình của họ ha, cái công trình nghệ thuật của họ đó. Thì đây Khoa mới trả lời là dreams might be the source ha, và cái giấc mơ đúng không, thì có thể là cái nguồn gì đó của họ, cái nguồn cảm hứng ha, source of information ha. Ngoài ra thì các bạn lưu ý thêm, hôm qua có một bạn nhắn tin với mình một cái câu khá là hay, thì mình dặn luôn ở trong đây đi. Đại khái là như này, they should be để chống đúng không, rồi this wonderful news, ví dụ vậy. News là danh từ không đếm được nha, mặc dù nó có s, rồi nó cho là information đó. Thì lúc này các bạn sẽ là should be này đó, họ nên được ha, được thông báo về cái gọi là cái thông tin tuyệt vời này, thì mình đưa nó về nguyên mẫu là inform, rồi đây câu bị động là MED vô đó, là được thông báo. Thì có thể là một form nó sẽ cho inspiration đúng không, xong các bạn sẽ viết về động từ của nó là inspire nó truyền cảm hứng, mà nếu mà bị động thì bạn thêm d vô đó, lưu ý đi. Rồi câu số 3, câu số 3 nhiều bạn sẽ nhìn thấy cái từ teaching này là về in đúng không, các bạn sẽ chọn câu A là enjoy nhưng không được, và nó đang có động từ to be are nè, được chưa, vậy nó không dùng enjoy được, nếu mà muốn dùng enjoy nó phải là do you enjoy đó, teaching thì được đó, thì nó đang dùng động từ to be are ha. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C, are you busy ha, bạn có bận làm cái việc gì không, và nó có hai cái tính từ cơ bản trong tiếng Anh, đó là busy với lại work, thì nó sẽ đi với lại be in, được chưa. Câu B với lại câu D trong cái câu này thì nó sẽ đi với to be không ha, expect là mong đợi, còn likely là khả năng cao là chuyện gì sẽ xảy ra đó. Rồi câu số 4, I suggest that we should people from catching fish by using electricity. Rồi thì ở đây là mình sẽ có là tôi đề xuất ha, tôi đề xuất, tôi đề nghị rằng là chúng ta nên như thế nào đó người ta khỏi cái việc đánh bắt cá bằng điện đó. Thì ở đây chúng ta có let là cho đúng không, đó, thì nãy mới nói xong let từ đi với lại v không, được chưa. Relate thì tạm hiểu đơn giản là liên quan ha, hoặc là mình có thể thấu cảm được đó. Kiểu như người ta kể một câu chuyện á thì mình nghe mình thấy có mình ở trong đó đó, thấy mình I can relate to that, ví dụ vậy ha. Còn prohibit là cấm đó, và đáp án là của C đó các bạn ha, prohibit cấm, mình có cái cấu trúc prohibit đúng không, hoặc là stop cũng được ha, hoặc là ban cũng được, something from đi với lại in cấm không cho ai đó làm cái gì nữa nữa đó. Rồi hoặc là có thể dùng chữ forbid cũng được đúng không, các bạn dùng có thể chữ forbid cũng được đó. Forbid đó, thử nghiên cứu cái biết cho yên tâm rồi. Này, có biết ha. Forbid. Forbid. Đó, somebody nè, from doing something ha. Rồi, còn mình có encourage anh em mới nói xong đúng không? Encourage somebody to work. Khuyến khích ai làm gì? Để mình thấy mạnh dạn chọn câu C ha. Cấm người ta không được bắt cá bằng điện. Rồi, câu số 5. Most robots are empowered by artificial or AI and learning machine. Machine learning technology. Rồi. Thì câu này là về cơ bản là nó yêu cầu giải nghĩa của chữ AI. Ha. Thì gần đây là AI cũng khá là lên ngôi đúng không? Đó. Thì mình sẽ có là trí tuệ, trí thông minh nhân tạo. Đáp án của mình sẽ là câu A. Đó. Intelligence. Rồi. Câu số 6. Nhà này câu số 6 là dành cho những bạn là vẫn hay nói về email đúng không?
là thư điện tử đó, thì mình sẽ phải nghiên cứu là cái chữ y là cái viết tắt của chữ gì, liệu nó là electric hay là electronic đó. Thì electric mình tạm dịch là điện ha. Danh từ là electricity ha, điện ở đây là kiểu là tính từ ha đó, còn electronic nó cũng là tính từ nhưng mà nghĩa của nó sẽ là điện gì, điện tử ha, điện tử. Vậy nên rằng là đáp án của nó sẽ là câu C, electronic man. Và gần đây các bạn thấy là ngoài AI ra thì còn một món nữa lên ngôi, đó là người ta hay gọi là EV ha, viết nửa tắt nửa đầy đủ thì nó sẽ là vehicle đó. Vậy thì cái chữ E này nó viết tắt của gì ha, không lẽ là electronic nữa hả? Không, lúc này nó là electric vehicle đó, có nghĩa là mình tạm dịch là xe điện ha. Thì lúc đó có thể là electric bike đó, ví dụ vậy ha, hoặc là electric guitar đó, mấy như vậy ha. Các bạn lưu ý một số trường hợp mà nó đi với lại electric ha, xe điện, xe máy, xe đạp điện, hoặc là ghi ra điện và các kiểu túi điện đó. Nhưng mà có một cái hàng nữa mình dặn các bạn là electrical. Electrical thì ít nhất nó sẽ đi với chữ appliance. Appliance có nghĩa là cái thiết bị gia dụng ha, nó chạy bằng điện, các bạn lưu ý điểm đó. Thì lúc này có thể thay thế bằng fan cũng được, electrical fan đó. Hoặc máy đúng không? Máy. Rồi đó là câu số 6. Rồi câu số 7 là xong nè. The government is trying to people to use public buses instead of motorbikes. Rồi một lần nữa chúng ta lại đang có là summary two verb được chưa? Vậy thì ở đây là chính phủ đúng không? Câu này mình cũng sửa khá là lâu rồi đó. Là đang cố gắng ha, người dân là sử dụng xe buýt công cộng thay vì là xe máy. Thì mình đang có là complain đó, là phần này provide cung cấp reduce giảm persuade thuyết phục. Về đáp án của nó sẽ là câu D. Đáp án mình sẽ câu D, persuade somebody to vote ha, khuyến khích ai làm cái đó, thuyết phục ai làm cái đó. Và trái nghĩa sẽ là dissuade somebody from voting, kiểu thuyết phục ai đừng làm gì. Rồi cũng lưu ý thêm một tí xíu về thứ nhất là danh từ của thằng persuade đúng không? Persuade là động từ thuyết phục thì mình sẽ có cái tính từ của nó, danh từ trước đúng không, là persuasion đó, và tính từ của nó là persuasive. Rồi đây mình đang có cái chữ complain đó là phàn nàn nè, thì cái lời cái sự phàn nàn các bạn thêm chữ t vô complaint, sự là phàn nàn, lời phàn nàn. Và cái món cuối cùng mình dặn các bạn đó là chữ explain, nó là giải thích. Thì cái sự giải thích, lời giải thích thì nó sẽ là explanation, là các bạn sẽ thấy là nó mất cái chữ y ngắn đi rồi nó thêm Asian vô. Các bạn lưu ý. Rồi. That's it for this video everyone. And I let you say that good luck to all of you who will take the entrance examination tomorrow, especially in Ho Chi Minh City. Ngày mai thi tốt nha các bạn. See ya.